Tiếp theo sau đây là phần cảnh báo rất là quan trọng mà cộng đồng thế giới, mỗi người trên quả địa cầu cần được biết gấp. Đương nhiên, tất cả những phép lạ mà tôi vừa trình bày là tất cả những phép lạ quan trọng nhất thời bây giờ cho đến ngày tận thế mà tất cả nhân loại cần được biết gấp. Kế đến nữa, bây giờ đồng bào cần được biết, đồng bào nhân loại cần được biết về cảnh báo động đất, tsunami, nước biển dâng tới mây, sẽ có nhiều quốc gia trên quả địa cầu sẽ bị nhận chìm xuống biển nước. Đây là hình màu gốc chụp như thế nào, chúng tôi in ra như thế. Đồng bào thấy nước biển dâng tới mây, mặt quỷ Satan ở đây. Đây là đất nước Tàu Cộng và Bắc Hàn đã bị quỷ Satan thống trị. Phía bên này là đất nước Nhật Bản, phía trên này là một phần đất Nga Xô. Ở đây đồng bào thấy có đậu rồng ở đây nữa, mà thấy có đậu rồng tức là sẽ có nước, và đây là nước biển dâng tới mây. Đây là hình màu gốc chụp như thế nào, chúng tôi in ra như thế. Còn phía bên này chúng tôi làm đậm hơn, dùng Photoshop làm màu đậm hơn để cho ai mắt kém có thể xem chi tiết rõ ràng hơn. Đây là hình đậm hơn, còn đây là hình màu gốc. Khi sự việc này xảy ra, động đất, tsunami, nước biển dâng tới mây, đây là miền Đông Bắc Á Châu. Và khi sự việc này xảy ra sẽ ảnh hưởng đến khắp quả địa cầu, tức là sẽ có nạn đói ở khắp mọi nơi, đời sống rất là khó khăn đối với những kẻ giàu có, quyền thế, hung dữ, độc tài, ác độc. Người dân bản xứ ở khắp mọi nơi sẽ nổi dậy và họ sẽ xử tội nặng nề bọn cộng sản và bọn giàu có, hung dữ, ác độc, quyền thế. Mình dường dùng chữ bọn nghe nó lạnh lùng dễ sợ, nhưng mà thật sự là như thế. Đây là hình ảnh, tôi ghi thêm chi tiết. Đồng bào coi hình này, chúng tôi là dùng Photoshop làm màu đậm hơn. Còn phía bên này thì hình màu gốc chụp như thế nào, chúng tôi in ra như thế. Phía bên này đồng bào thấy hình ảnh anh hùng chiến sĩ trận vong hiện ra trên mây. Ngày hôm đó chúng tôi cầu nguyện có rất nhiều đồng bào có mặt ở tại đó. Kính thưa đồng bào thân mến, đồng bào có thể copy những hình ảnh phép lạ này trên trang website của chúng ta. Trang website của chúng ta là faithgodjesuschrist.com. Đây là hình màu gốc chụp như thế nào, chúng tôi in ra như thế. Đây là hình dùng Photoshop làm màu đậm hơn. Hình ảnh khuôn mặt Cha Trời Giêsu có phép lạ đi chung để bảo vệ chúng ta và gia đình chúng ta, cũng như hình ảnh này để giải tán thế giới cộng sản và đồng thời kêu gọi nhân loại sám hối gấp. Hình ảnh này có phép lạ đi chung để cứu rỗi chúng ta và gia đình chúng ta. Hình ảnh này có phép lạ đi chung để bảo vệ chúng ta và đem linh hồn chúng ta về thiên đàng. Đồng bào mau mắn, đồng bào nhân loại mau mắn ăn năn sám hối và đồng thời thực thi theo những điều chỉ dạy của Cha Trời Giêsu. Đó là cách duy nhất để được cứu rỗi và để được Cha Trời Giêsu đem về sống cùng thế giới thiên loại khi mà thế giới nhân loại chấm dứt. Và thế giới nhân loại sẽ chấm dứt trong những ngày tháng năm sắp tới rất gần đây, và sẽ xảy ra đúng thời hạn không chậm trễ.
Những ai ước ao được lập công chuộc tội thì đây là cơ hội tốt nhất và là cơ hội sau cùng. Đồng bào có thể phụ giúp tôi có ngân sách để làm việc, thông báo những sấm lệnh và những tin mừng, những phép lạ này đến cho tất cả mỗi người trên quả địa cầu được biết gấp. Đồng bào phụ giúp tôi bằng cách là thỉnh CD nhạc tĩnh tâm mà đồng bào đang nghe, hoặc là hình ảnh khuôn mặt Cha Trời Giê-xu có phép lạ đi chung. Chúng tôi sẽ gửi đến tận nhà của quý vị, hoặc là quý vị có thể vào trang website của chúng ta là faithgodjesuschrist.com rồi copy những hình ảnh này. Check hoặc money order xin đề Faith God. Địa chỉ gửi về là Faith God 13372 Golden West Street, Suite number 205, Westminster, California 92683. Y sư Thánh Giống Minh Vương Việt Nam rất mong đồng bào mau mắn đồng hành cùng chúng tôi để chúng ta làm việc cho nhanh chóng. Thành thật cảm ơn. Hôm nay là ngày 18 tháng 1 năm 2017 dương lịch giờ Việt Nam. Và tiếp theo sau đây thì tôi xin trả lời một vài câu hỏi mà một số đồng bào thắc mắc, quan tâm và lo lắng cho tôi bấy lâu nay về việc tôi bị vu khống, mạ lị trên Internet cũng như trên truyền hình, trên đài radio. Có một số người hiểu lầm tôi ròng rã mấy chục năm nay, rồi kết án tôi là xì ke ma túy, nhậu nhẹt say sưa, đánh đập vợ con, rồi thiếu nợ hàng 170.000 đô la, vân vân và vân vân, đủ thứ tội ác, rồi nào là điên khùng, vân vân là vân vân. Nhưng tất cả những sự vu khống mạ lị đó là không có sự thật, là bởi vì vu khống và là mạ lị bởi vì họ hiểu lầm tôi, hay là họ cố ý vô ý như thế nào thực sự tôi cũng không quan tâm tới nữa, là bởi vì không có mắc mớ gì đến tôi mà. Và đồng thời tôi chỉ là một người đã từng cứu họ, cứu nhiều người, nhưng mà rốt cuộc lại thì tôi bị hiểu lầm, rồi tôi bị vu khống mạ lị, thôi thì đủ thứ chuyện hết. Và khi nói đến tòa án và nói đến vu khống mạ lị hoặc là kết án ai vân vân và vân vân, nhất là liên lụy đến tòa án, thì chúng ta phải có bằng chứng, phải có chứng cớ, và đây là chứng cớ minh quang cho tôi là người bị quan, tôi là người bị vu khống mạ lị, tôi là nạn nhân của những vụ vu khống mạ lị trong vòng mấy chục năm nay. Đây là án lệnh mới nhất tòa xử về việc tôi bị vu khống mạ lị. Đồng bào thể coi chi tiết rõ ràng, tôi đưa lên từ từ. Đây là the court order. Một lần nữa, court order on County California. Rõ ràng như ban ngày ha.
đồng bào có thể vào YouTube rồi vào Thánh Giống Bị Vu Khống 7/11/2016 hoặc là vào Court Order 7/11/2016. Và đây là án lệnh đầu tiên vào ngày 17/1/1995. Tôi là petitioner bởi vì tôi bị vu khống mạ lị, nào là xì ke ma tí, nghiện rượu, rồi đánh đập vợ con, vân vân và vân vân. Nhưng mà tòa đã minh oan cho tôi và tuyên bố tôi không có dính dáng gì hết và tôi bị oan. Có thể tôi bị hiểu lầm hay là vì bất lý do gì đó, tôi thật sự cũng không có muốn nghĩ tới luôn nữa. Một lần nữa, đồng bào có thể vào YouTube rồi vào đánh vào chữ Court Order 7/11/2016, Thánh Giống Bị Vu Khống, hoặc là vào YouTube đánh vào chữ hàng chữ Thánh Giống Bị Vu Khống 7/11/2016. Rồi, đủ rồi ha, không còn thắc mắc gì nữa phải không? Và tôi hy vọng tất cả những người nào đã và đang âm mưu vu khống mà lị tôi vô tình hay là cố ý gì đó, tôi hy vọng quý vị phải chấm dứt, hãy chấm dứt đi. Bởi vì theo tôi được biết là Chúa Giêsu sẽ lần lượt trừng trị bất cứ kẻ nào cố ý vu khống mà lị tôi, cũng như cố ý ám hại tôi, cũng như tất cả những kẻ nào ngăn cản việc làm Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam và nhân loại do tôi lãnh đạo, thì tất cả những kẻ đó lần lượt sẽ bị Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng xử phạt và trừng trị đích đáng, không chậm trễ, trong những ngày tháng năm sắp tới. Và có thể những người đó sẽ bị trừng trị bất cứ lúc nào kể từ ngày hôm nay, do quyền năng của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng xử phạt họ, xử phạt tinh vi hơn tòa án, hơn loài người, hơn quỷ sa tăng nhiều. Vì Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng có đầy đủ quyền năng trừng trị bất cứ kẻ nào cố ý âm mưu vu khống mạ lị hoặc là ám hại việc làm Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam và nhân loại do tôi lãnh đạo theo lệnh của Thượng Đế Toàn Năng. Lời cảnh báo này cho tất cả mọi người, những kẻ nào có ác ý, âm mưu, ám hại tôi và đồng thời tìm cách ngăn cản việc làm Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam và nhân loại. Thành thật cảm ơn. Rồi bây giờ sau đây là tôi cần nhắc nhở cho đồng bào hiểu biết về một câu sấm lệnh quan trọng. Đó là câu sấm lệnh thần chú, mình dùng chữ bình dân là thần chú, để bảo vệ mình và gia đình mình, cũng như nhất là để bảo vệ linh hồn mình. Đồng bào nhớ học thuộc câu Giêsu Maria Giuse, đó là danh xưng thánh thiện trên tất cả trong cõi càn khôn, danh xưng đi chung. Giêsu Maria Giuse, Giêsu là Thiên Chúa Giêsu,
Maria là Đức Mẹ Maria, Giuse là Thánh Cả Giuse. Ba danh xưng này sẽ bảo vệ chúng ta và gia đình chúng ta, và nhất là bảo vệ linh hồn chúng ta trước mọi sự dữ. Nhớ Giêsu, Maria, Giuse, xin thương xót con, xin bảo vệ con và gia đình con. Và nhớ học hỏi và thực thi theo những điều chỉ dạy của Cha Trời Giêsu. Nhớ câu Giêsu, Maria, Giuse, niệm trong lòng mình, mình sẽ được bình an khi mình gặp những sự dữ, tất cả những sự việc gì khó khăn trên đời. Nhớ niệm danh Giêsu, Maria, Giuse trong lòng mình, niệm ra ngoài được thì càng tốt. Và đồng thời có những trường hợp bị cấm không được nói ra ngoài thì mình được quyền niệm trong lòng mình Giêsu, Maria, Giuse, thì mình sẽ được cứu rỗi và mình sẽ được bảo vệ. Và nhớ học hỏi và thực thi theo những điều chỉ dạy của Cha Trời Giêsu, vì chính Ngài là đứng duy nhất mới có thể cứu chúng ta và đem chúng ta về thế giới thiên loại, bởi vì thế giới nhân loại sắp chấm dứt trong những ngày tháng năm sắp tới rất gần đây, và sẽ xảy ra đúng thời hạn. Và sau đây là cách cầu nguyện tốt nhất mà Cha Trời Giêsu đã dạy chúng ta trên dưới 2000 năm nay, đó là: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ mắc nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con qua khỏi sự dữ. Một lần nữa tôi nhắc lại, đây là cách cầu nguyện tốt nhất cho tất cả mỗi người trên quả địa cầu. Cầu nguyện như thế này: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ mắc nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con qua khỏi sự dữ. Một lần nữa, đồng bào nhớ thỉnh hình ảnh này, hình ảnh khuôn mặt Cha Trời Giêsu có phép lạ đi chung để bảo vệ chúng ta và gia đình chúng ta, cũng như nhạc tĩnh tâm đồng bào đang nghe. Đồng bào có thể copy từ trang website của chúng ta là facegodjesuschrist.com. Hình ảnh khuôn mặt Cha Trời Giêsu có phép lạ đi chung và nhạc tĩnh tâm đồng bào đang nghe. Đồng bào có thể copy trên trang website của chúng ta là facegodjesuschrist.com. Hoặc là đồng bào có thể liên lạc với chúng tôi, Y sư Thánh Giống Minh Vương Việt Nam, địa chỉ xin đề Face God Jesus Christ, đó là văn phòng của chúng ta, Face God, địa chỉ là 13372 Golden West Street, Suite number 205, Westminster, California 92683, USA. Đồng bào liên lạc với chúng tôi nếu đồng bào muốn chúng tôi gửi hình ảnh khuôn mặt Cha Trời Giêsu có phép lạ đi chung và CD nhạc tĩnh tâm, và hình ảnh khuôn mặt Cha Trời Giêsu để trong khuôn như thế này rất là an toàn và rất
dễ dàng để nơi trang nghiêm trong nhà chúng ta, có thể để phòng khách hay là trong phòng ngủ hay là ở tại sở làm chúng ta cũng được. Cũng như xí đi nhạc tĩnh tâm mà đồng bào đang nghe. Nếu đồng bào muốn tôi gửi đến tận tay đồng bào thì xin liên lạc với chúng tôi ở địa chỉ Face God Jesus Christ, 13372 Golden West Street, Suite number 205, Westminster, California 92683. Và đương nhiên check hoặc money order, xin đồng bào đề Face God. Địa chỉ gửi về một lần nữa, 13372 Golden West Street, Suite number 205, Westminster, California 92683. Một lần nữa để tôi đọc cái địa chỉ nha, để cho đồng bào ai mà có lòng hảo tâm thực tế thì hãy gửi check hoặc money order về cho Thánh Giống làm việc cho nó ngon lành chút xíu, bởi vì chúng ta cần có phương tiện để làm việc. Và Thánh Giống chúng tôi hy sinh hết rồi, vì thế đồng bào hãy làm bổn phận của mình, làm phần vụ của mình, phụ giúp tôi tất cả những phương tiện cần thiết, bởi vì chúng ta cần gửi đến cho tất cả đồng bào nhân loại hai sấm lệnh quan trọng nhất thời bây giờ của Thượng Đế ban cho nhân loại, và đồng thời hình ảnh khuôn mặt Cha Trời Giê-xu có phép lạ đi chung. Chúng ta cần thông báo cho tất cả mỗi người trên quả địa cầu được biết gấp. Vì thế, chúng ta, Văn phòng Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam và nhân loại cần tất cả những phương tiện cần thiết để chu toàn công việc này. Đây là sự thử thách đo lòng của Thượng Đế Toàn Năng đối với đồng bào nhân loại và đối với người Việt Nam chúng ta trước. Bởi vì người Việt Nam chúng ta đã nhận lãnh được sấm lệnh đặc biệt này trước. Đó là niềm vinh hạnh của người Việt Nam chúng ta, mà Thượng Đế đã xót thương, bởi vì dân tộc Việt Nam chúng ta đã quá đau khổ và đang đau khổ vì thế giới cộng sản và vì thế giới tự do quá trớn và vì sự u lì bê trễ vô trách nhiệm của ba nhóm Việt Giang, Việt Cộng và Việt Kiều. Đây là cơ hội tốt nhất và là cơ hội cuối cùng cho nhân loại chúng ta lập công chuộc tội, và nói riêng là cho người Việt Nam chúng ta, cho ba nhóm Việt Giang, Việt Cộng, Việt Kiều lập công chuộc tội. Hãy mau mắn ăn năn sám hối, đồng hành với chúng tôi, phụ giúp chúng tôi để chúng ta cùng nhau chu toàn công việc phân phát hồng ân vĩ đại nhất của Thượng Đế ban cho nhân loại kể từ bây giờ cho đến ngày tận thế của thế giới nhân loại. Và ngày đó sẽ xảy ra đúng thời hạn. Ngày tận thế của thế giới nhân loại sẽ xảy ra đúng thời hạn, không chậm trễ. Được chưa? Đầy đủ chưa? Chúng ta hiểu nhau chứ gì? Tôi nói chuyện rất bình dân, bình thường. Đây là một vở kịch. Nếu mà những ai chưa hiểu tới thì hãy học hỏi rồi ráng theo cho kịp, nhá, chứ đừng có chửi bới, nhá. Nếu chưa hiểu thì cứ nghĩ đây là một vở kịch đi. Nhưng mà những người hiểu biết, bình dân, hiền hòa, nghèo khổ, hay là những người rất là có tấm lòng khát khao được học hỏi về thế giới thiên loại, thì quý vị cần được biết đây là chuyện có thật, chứ không phải là một vở kịch nữa. Có tầng, có giới, có khoa, có hiện tại thì phải có quá khứ, và có quá khứ là phải có tiền kiếp. Tiền kiếp tôi là Phù Đổng Thiên Vương Thánh Giống đây. Tiền kiếp tôi đã từng là một nhà sư Phật giáo. Tiền kiếp tôi đã từng là một nhà vua Việt Nam. Và giờ đây tôi giáng lâm trở lại để làm việc lãnh đạo cứu Việt Nam.
và đồng thời tôi chính đây y sư thánh giống phù động thiên vương tái thế lãnh đạo cứu Việt Nam một lần nữa, và đồng thời tôi chính đây vua Việt Nam, ngôi vua Việt Nam thượng đế toàn năng đã ra lệnh bảo tôi lãnh nhận và không được từ chối. Ngài đã trao ngôi vua Việt Nam cho tôi vào cuối năm 2009. Tôi đã thông báo trên đài radio rất nhiều lần, cũng như trên đài truyền hình, chương trình truyền hình rất nhiều lần. Và tôi đã và đang trang trọng trao ngôi vua Việt Nam của tôi đến tận tay mỗi đồng bào Việt Nam chúng ta, để chúng ta cùng nhau làm vua phục vụ cho nhau, để chúng ta cùng nhau làm vua thông báo, phân phát những hồng ân vĩ đại nhất của Thượng Đế Toàn Năng ban cho nhân loại kể từ bây giờ cho đến ngày tận thế của thế giới nhân loại sắp xảy ra, và sẽ xảy ra đúng thời hạn, không chậm trễ. Nhớ, đây là sấm lệnh, vì thế đồng bào hãy mau mắn chấp hành gấp. Đặc biệt, đồng bào Việt Nam hãy mau mắn thu xếp. Tôi không biết là Hội đồng Giám mục Việt Nam và Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và đồng bào Việt Nam ở Việt Nam bao giờ mới họp mặt, để mà thu xếp đón rước tôi về Việt Nam gấp để làm việc. Bởi vì thời hiện biểu của tôi ở hải ngoại đã hết rồi, và tôi đang chờ đồng bào đón rước tôi về Việt Nam để làm việc cứu Việt Nam chúng ta, giải tán cộng sản, kêu Trung Cộng rút về nước. Vì Cha Trời Giê-xu ban cho chúng ta đầy đủ quyền năng và phép lạ để làm việc giải tán cộng sản, giải tán thế giới cộng sản, và kêu Trung Cộng rút về nước. Và đồng thời quyền năng của Cha Trời Giê-xu đã ban cho chúng ta để nhắc nhở cho nhân loại là hãy mau mắn ăn năn sám hối, lập công chuộc tội, cũng giống như chúng ta cần phải ăn năn sám hối, lập công chuộc tội bằng cách là phân phát hồng ân vĩ đại của Cha Trời Giê-xu cho tất cả mỗi người trên quả địa cầu được biết gấp. Hình ảnh của mặt Cha Trời Giê-xu có phép lạ đi chung, và hai sấm lệnh quan trọng nhất mà Thượng Đế Toàn Năng đã ban cho nhân loại từ bây giờ cho đến ngày tận thế của thế giới nhân loại. Hai sấm lệnh này người Việt Nam chúng ta đã lãnh nhận được trước, và những phép lạ này người Việt Nam chúng ta đã lãnh nhận được. Đây là những phép lạ và những sấm lệnh vĩ đại và quan trọng nhất thời bây giờ cho đến ngày tận thế. Đây là những kho tàng vĩ đại nhất mà tất cả nhân loại cần được có và được biết. Đây là những kho tàng vĩ đại mà tất cả những kho tàng trên quả địa cầu không thể so sánh được. Chúng ta cần phân phát cho tất cả mỗi người trên quả địa cầu được biết gấp. Y sư Thánh Giống, Minh Vương Việt Nam, kính chào, tạm biệt. Nhớ copy hình ảnh của mặt Cha Trời Giê-xu và hình ảnh anh hùng chiến sĩ Trận Vong và hình ảnh ông bà tổ tiên thánh thần Việt Nam chúng ta, rồi ôm những hình ảnh đó cùng thánh giá Chúa Giê-xu xuống đường cầu nguyện từ Bắc chí Nam, từ Nam ra Bắc, thì thế giới cộng sản tan rã, Trung Cộng sẽ rút về nước, và đương nhiên chúng ta không đổ một giọt máu. Đây là cách duy nhất để giải tán thế giới cộng sản, đây là cách duy nhất để cứu Việt Nam chúng ta, và đây là cách duy nhất để cứu rỗi nhân loại. Vì đây là hồng ân của Cha Trời Giê-xu ban cho tất cả nhân loại kể từ nay cho đến ngày tận thế của thế giới nhân loại. Chính Cha Trời Giê-xu sẽ tỏ hiện ra từ thiên đàng xuống quả địa cầu đúng thời hạn, không chậm trễ, trong những ngày tháng năm sắp tới. Ngài sẽ đặt thành Jerusalem từ thiên đàng xuống quả địa cầu để tiếp tục làm việc cứu chúng ta và đem chúng ta về thế giới thiên loại. Bởi vì thế giới nhân loại
sẽ chấm dứt trong những ngày tháng năm sắp tới và sẽ xảy ra đúng thời hạn, không chậm trễ. Đó là sấm lệnh của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng bảo tôi thông báo cho tất cả đồng bào nhân loại được biết gấp và kêu gọi đồng bào nhân loại có bổn phận phụ giúp tôi tất cả những phương tiện để thông báo cho tất cả mỗi người trên quả địa cầu được biết gấp. Đầy đủ chưa? Đầy đủ rồi ha. Và sau đây tôi xin phép được thêm vài phút để nhắn nhủ cho Trung ương Đảng Cộng sản ở Việt Nam và Hội đồng Giám mục Việt Nam. Trong lúc tôi nói chuyện, xin phép cho tôi để một hình ảnh khuôn mặt Cha Trời Giê-xu có phép lạ đi chung. Đây là mặt Chúa Giê-xu có phép lạ phước lành, cũng như mặt Chúa Giê-xu có phép lạ cứu khổ. Kính thưa quý vị, Hội đồng Giám mục Việt Nam, kính thưa Trung ương Đảng Cộng sản ở tại Việt Nam, và kính thưa đồng bào rất là quý mến của chúng ta ở Việt Nam, phương pháp, quyền năng, phương cách, phương tiện Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng đã ban cho người Việt Nam chúng ta quá đầy đủ, quá đầy đủ. Chúng ta đang sống mà, chúng ta có dư dật tài sản, cất giữ bao nhiêu ngàn tỷ đô la, chứ không phải ít à. Thế thì chúng ta làm gì đối với công việc vĩ đại nhất từ thời bây giờ cho đến ngày tận thế của thế giới nhân loại? Chúng ta cần phân phát hồng ân vĩ đại này đến cho tất cả mọi người trên quả địa cầu được biết gấp, và nhất là cho người Việt Nam chúng ta ở khắp mọi nơi trong nước được biết gấp. Hội đồng Giám mục Việt Nam và Trung ương Đảng Cộng sản ở Việt Nam cùng đồng bào, tức là tôi đi vào chi tiết là Hội đồng Giám mục Việt Nam và Trung ương Đảng Cộng sản ở Việt Nam có bổn phận làm việc với đồng bào ở Việt Nam để thu xếp đón rước tôi về Việt Nam gấp. Và hãy nghe lời tôi hướng dẫn, bởi vì tôi là vua Việt Nam, tôi là minh vương Việt Nam. Hai sấm lệnh quan trọng nhất của Thượng Đế ban cho nhân loại tôi nhận được. Trước, hình ảnh khuôn mặt Cha Trời Giê-xu có phép lạ đi chung, tôi nhận lãnh trước. Và những phép lạ vĩ đại nữa, tôi nhận lãnh trước. Những điều này chứng minh tôi là ai. Tôi không cần phải chứng minh cho bất cứ ai điều gì nữa, mà tất cả những gì tôi đã trình bày là quá đầy đủ để cho những kẻ nào còn nghi ngờ thì hãy sốt sắng ăn năn sám hối, tìm tòi học hỏi. Còn những người nào có tinh thần hiền hòa thì chắc chắn hiểu tôi nói gì.